Đây. À, sau khi phi lê con cá này ra nó sẽ nó trông nó to như một cái mâm luôn đấy mọi người nhá. Bây giờ sẽ nướng. Anh em mình hôm nay sẽ nướng muối ớt nha mọi người nhá. Ra. Dạ. Cái cá câu được ở sông nó dai chưa? Thấy chưa? Mọi người thấy nó dai chưa? Con này nó không hề béo như kiểu cá nuôi đâu nhá. Cá này là lâu năm đấy, thấy chưa? Đây. Mũi dao của mình sắc như nơi mà cửa này. Không ăn thua luôn. Ui, thế nó ăn quả nồng nhỉ. Ừ, thôi cho mình nhiều mày tớt. Chéo ra nhá. Khứa không đút được vào đến trong luôn nhỉ. Dài. Dài. Cái này ngon đấy. Dài thật đấy. Thịt nó đỏ này. Ui, ấy, thấy chưa? Không biết là ăn gỏi okay. Ngon không nhỉ? Không phải cái gì cũng nghĩ đến gỏi nào. Sát đây. Hôm nay anh em mình sẽ nướng một cách đặc biệt nhá. Đấy đây, cho sát sát vào đây này. Đấy. Chú đã xoa xung quanh nhá. Xoa nắng. Cho nó ngấm đều đi đã. Xong rồi nhét hết vào đây mà. Wow. Thơm ghê. Hôm nay anh em mình sẽ nướng một cách đặc biệt nha mọi người nhé. Nướng theo kiểu như đấy. À, trên mạng dạy là khi muốn không bị dính cá dính thịt vào phên vào vỉ ấy, thì lấy củ khoai tây để chà vào. Hôm nay mình sẽ test thử xem đúng sự thật không nhá. Nếu mà đúng thì sau mọi người cứ làm theo là ok đấy. Củ khoai tây sống. Lật lên để em lấy đó. Tính đó, tính đó. À, chà. Đấy. Chát củ khoai tây xung quanh cái vỉ này. Đó, ok, để đây để tí này làm vỉ nướng là đặt ấy, thấy chưa, mọi người nhìn thấy nó to chưa. Chà. Muối trắng nhá mọi người nhá, cho nó. Cá này thì nó thuộc dòng cũng khá là tanh đấy. Nên là anh em mình sẽ phải làm là nhiều thứ, cái nước ở dưới nữa cơ. Thì nữa mọi người sẽ thấy. À, xoa bên này đi, xoa bên này đi. Xoa bên này đi. Rốt. Bên này làm xương. Đấy, bây giờ. Đến đây, thấy không? À, sau đây sẽ là cách nướng của anh em mình. Không biết là có thành công không nhưng mà thử nhé. Đặt vào đây. Đấy. Từ để mình sẽ lấy cái nước sốt. Lấy cái nước sốt của cái này này nhá. Mát xa cho con cá này cho nó ngấm gia vị. Đấy là nước sốt đặc biệt nha mọi người nhá. Nước này không tẩm ướp vào cá mà là phun. Và sẽ cho vào đây. Cái gì đấy? Nhiều thứ lắm. Coca. Nước nhân sâm nhá. Người ta hay gọi là rạng. Đây là rượu. Rượu ngâm nhá mọi người nhé. Thế gọi là nướng rượu à? Rượu ngâm với mọi thứ. Bây giờ đây, tiếp theo. Rượu ngâm này. Đó. Người ta dùng rượu vang. Ai dùng rượu ta? Rượu. Có phải là trực tiếp đâu. Đấy. Ok chưa? Chờ nhá. Trà lại một lần nữa. Trà lại để cho nó. Nó không bị dính. Nó dâu à? Dâu thực vật à? Đặt lên đây. À từ từ đã. Mình sẽ cho than vào trước nhá. Cho than vào trước không là khi đặt cá nó sẽ bị bẩn mất. Đặt bên này bê ra đi. Bên này đã. Ừ, bê ra đi. Đó. Cho than vào dưới bên dưới này nhá mọi người nhá. Cái nước này thì nó cái nước này là nó dính than thì cũng không sao cả, tại vì không trực tiếp vào cái nước đó. Cái nước là nó chỉ để hãm với lại có mùi thơm thôi. Bây giờ sẽ bắt đầu cho cá lên nhé mọi người nhá. Từ từ nhá. Phải thật cân. Cho nó cân cái. Cân cho anh.
Đúng rồi, ok. Đấy. Cân không là nó rụng mất. Hả? À. Wow. Cho con cá vào đây. Lấy nướng mặt này trước. Chỉ cần nướng một mặt là nó sẽ đủ hết mà. Đấy. Muối, 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 muối. Đấy. Chén sắp rồi. Ôi trời trời, thôi thôi thôi. Ông rắc thế này thì chúng nó chết mặn ở đấy à? Không mặn đâu. Rắc thế này thì nhiều chỗ là. Đấy. Bây giờ là cái phần quan trọng này. Xa. Mọi người thấy cách nướng này như thế này bao giờ chưa? Đấy, bây giờ là chỉ cần đợi thời gian thôi nhá. Tí nữa cứ 5 phút mình sẽ mở ra một lần để xem nó như thế nào nhá. Đây là nướng cách thủy mọi người ạ. À, sau 5 phút thì mình sẽ thử cái kết quả xem là nó có bị cháy hay là bị gì không nhá mọi người nhá. Em là thấy bốc mùi rồi đấy. Mùi thơm. Nhớ ảnh cái gì cho mọi người. À được đấy, được đấy. Xe miệng ở dưới luôn đấy anh ơi. Đấy, thấy cái nước rượu với lại gia vị nó sủi ở dưới nhá mọi người. Đấy, rất là thơm nhá. Mày lấy cái kéo này cắt bỏ bớt cái đuôi này đi, tại vì cái đuôi này nó hở ra ngoài nó sẽ bị cháy. Okay. Cháy cái vây đấy. Cháy cái vây là nó sẽ khét nhá. Đưa đây cắt. À, cắt bỏ cái vây này đi. Khi mà nó cháy nó sẽ bị rất là khét. Ok đấy. Rồi. Bây giờ lại úp lại tiếp nha. À thịt nó bắt đầu nở ra rồi. Mình thấy cái phương pháp nướng này ok đấy này. Đấy. Có nên cho tí muối nữa không nhỉ? Thôi nhỉ? Thế thôi. Mày lúc nãy mình rắc nhiều quá. Giờ lại úp lại thôi. À, nướng kiểu này thì mình nghĩ là sẽ không cần lật nhá. Ở bên trên đang vàng đều đấy nhỉ? Không cần lật nữa. Bây giờ chỉ đợi nó chín thôi. Chín nó vàng ấy, nó không sợ bị cháy tại vì ở dưới có nước gia vị hết rồi. Nó sủi nước gia vị bốc khói lên với lại cái hơi nóng nó bốc lên qua cái khu này này. Vào cái chậu này thì rất là ok nhá. À bây giờ là chắc chắn là đã chín rồi nhưng mà không biết là có đẹp không nhá mọi người nhá. Bây giờ sẽ cho ra xem nào. Nói chung là khá là ok đấy mọi người ạ. Ui, tí nữa thì cháy. Thơm may mà mình đấy kịp đấy nhá. Ôi, khô lắm, khô mặt nhá. Nó không kiểu như nướng kia đâu nhá. Chỗ này chắc chắc thịt lắm mẹ anh. Được rồi đấy, chín rồi đấy. Bây giờ sẽ cho ra để chén nhá. Ok. Dạ. Tuyệt vời chưa? Nhìn cái nước sốt của nó ngon chưa? Ui. Đi, chén này, chén này. Đi. Wow. Vậy là anh em mình đã xong cái món ẩm thực gọi là theo phong cách gì nhỉ? Phong cách có cả thủy cả hỏa. Hóa thủy. Nướng thủy. Nướng cách thủy. Nướng cách thủy chứ. À cũng không phải là cách thủy nữa mà là ở bên trên luôn. À về nhận xét thì con cá chín khá là ok nhá. Đấy, mà không mất nước là có đấy không? À, nước thì vẫn còn nhưng mà mỡ thì chảy ra khá là nhiều ở dưới. Đấy. Còn cái màu thì cũng khá là ok nhá mọi người nhá. Đấy, muối nó nổ lên này. Đấy. Khá là tuyệt vời. Bây giờ anh em mình sẽ thử xem như thế nào nhá. Đây. Ui. Thì nó đỏ nhìn đẹp nhờ. Nhưng mà vẫn ngấy. Vẫn béo quá. Mời mọi người nhá. Ui. Wow, nhìn mình chỉ ngon thế. Chết mẹ ăn đúng chỗ muối với người chắc rồi. Mời tất cả mọi người nhá. Dai kinh điển luôn cái da nó ấy. Mày ăn thử cái da này xem. Em không cắn được da thì em ăn thịt thôi. Dai thật. Ngon quá mọi người ạ. Thế với mọi người là con cá này cực kỳ ngon nhá. Cái thịt nó chắc, cái da nó dai kinh điển luôn. Ai à? Màu sao kẹp à? Quên. Anh ơi. Hả? Mặn đúng không? Như bị lợn. Tưởng mặn là dính cái chỗ rắc nhiều muối quá. Còn là da nó như bị lợn thật. Ăn phê. Bây giờ mình sẽ test xem là cách làm mà đấy ở trên mạng có đúng không nhá. À cái mà làm không dính vỉ ấy. Đấy. Ủa. Anh
chắn chỗ này anh ạ. Vẫn dính này. Chắn đôi ra. Nào, chắn đi. Bên này vẫn dính nhá. Nó xem mặt dưới này. Ui mặt dưới đó. Không dính mấy. Không dính mấy. Đây, đây vẫn dính này. Chỗ này vẫn dính này. Chỗ này thì ở trong thì không dính. À được, ok. Cái cách này cũng khá là ok nhá mọi người nhá. Nó không dính mấy đâu. Ở dưới nó chỉ dính một tí đấy, chỗ này thì cũng không dính lắm đâu. Đây, tách được ra. Chứ mọi khi như anh em mình nướng cá bình thường mà không có khoai tây ấy, thì thật sự là nó dính hết vào chảo, à dính hết vào vỉ rồi. Nó lành hết vào luôn anh. Có cá là ok đấy. À, ở ngoài vườn chè này được cái là thiên nhiên nhưng mà muội lắm lắm. Nhưng mà ngoài này thoáng hơn, ăn gì cũng sướng hơn mà. Không biết là mọi người ăn, ui già nó này, dài này. Ui trời. À, cái da nó không nữa. Đấy. Quá dài luôn, tuyệt vời luôn. Dài mà thịt nó vẫn ngọt nhá mọi người nhá. Tại vì mình nướng này có nước nó bốc lên đấy. Cái món này thì nói chung là anh em mình làm hơi thiếu thốn tí. Thứ nhất là phải có rau cải này. Thứ hai nữa là bún miếc rồi đậu quấn vào. Xong rồi nem nước quấn vào xong chấm ấy, như kiểu là nem quấn ấy, thì ngon tuyệt vời luôn. Nên là hôm nay anh em mình đang test thử cái cách nướng đấy để hôm sau để nướng gà. Mình khẳng định là nếu mà nướng gà theo kiểu này nhá, ở dưới nhá, đặt một chậu gọi là nước các gia vị thuốc bắc các kiểu ở dưới. Đấy, ở trên thì một con gà tẩm ướp. Không anh ơi. Úp lại. Đầu tư một quả gọi là nước sốt vàng, à nước vàng, rượu vàng ấy. Rượu vàng không biết là ngon không nhưng mà hẹn mọi người anh em mình sẽ nướng gà theo kiểu này. Mày cứ đầu tư một con gà trọi ăn nướng cho mày ăn. Không phải suy nghĩ luôn. Gà trọi là phải ăn gà cái nơi ăn nó mới ngon. Gà tần này. Gà thế này á? À? Ừ. To thế này. Cứ to. Mơ đi mà húp. Đang trọi những con gà trọi để ăn. Ôi. Thì không thì gọi là gì là gà trọi? Sao không gọi là gà ta? Gà trọi con ăn được mà. Gà trọi con không ngon, ăn gà ta ngon hơn. Đây, nó đệ thích nhất là cái nầm. Sẽ cho thử cho mau đệ một cái nầm nhá. Wow. Ui. Ngoạn phát. Chơi cả miếng. Ngoạn luôn. Ui à. Ui giòn đấy. Dài. Dài mình cắn ra cả nước dãi à. Dài thế. Ồ dài thật. Dài thật mọi người. Ui. Ui ôi. Nhìn này. Như cá trôi luôn. Ui. Dã man. Đây là phần bụng nó nha. Hơi mỡ tí nhưng mà phần lưng nó này. Tuyệt vời. Còn phần bụng ui trắng thế này. Đây để mình dóc cái kia ra cho mau đi. Đây. Ui, nhìn đã thấy ngấy rồi. Nhưng mà dài, mình cũng muốn thử miếng. Này. Gà dài quá. Đảm bảo mình ăn cái đoạn này không nhai được ra. Không hiểu sao con cá này nó cái da nó lại dai đến như thế cơ. Bình thường như cá nuôi ấy, thì nó sẽ không được ngon như cá câu được ở ngoài suối. Nhưng mà con này còn kỳ cựu hơn anh em mình câu được ấy, nhưng mà còn ngon hơn cả những con cá khác ở chỗ là nó già rồi, dai rồi. Còn cá nuôi thì mọi người biết cá chim nuôi nó biết là nó như nào. Nó béo quá mà thịt nó bở lắm, nó không chắc như con này đâu. Còn từ nhai nốt miếng da đó. Còn những cái con cá tự nhiên ấy, câu được ngoài suối ấy, nó mặc dù nó vẫn rất là béo như thế này. Rất là ngấy, nhưng mà thịt rất là ngon, già, dài, ăn kinh nghiệm luôn. Quá tuyệt vời rồi. Ngon. Đúng không? Nướng cá kiểu này thì nó giữ được cái vị ngọt của cá hơn. Nhưng mà là cá nó giữ được nước ấy.
Còn mỡ thì nó lại chảy ít hơn khi nướng trực tiếp. Anh em mình nướng con này khoảng tầm 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi, tức là ủ. Ở dưới thì có hơi, ở mặt dưới thì có hơi nước bốc lên, và ở xung quanh cả mặt dưới cả mặt trên thì có hơi nóng, hơi nóng của than, hơi nóng của than. Đây gọi là xông hơi. Còn không, còn như kiểu mình xông hơi nước nóng à? Không, điên à? Nhiệt nó tỏa cộng dữ lại, nó phả vào đây, làm cho cái da cá nó không bị cháy, không bị đấy. Thế nên là nó dài kinh điển luôn. Ngon. Mọi người nếu mà có điều kiện cứ thử nướng bằng cách này, nướng thịt lợn hay nướng thịt gà các kiểu. Hôm sau mình sẽ nướng một con gà thử xem gà nó sẽ như thế nào nhé. Chắc là tuyệt vời lắm đấy.